Lan Chi Phương mến chào quý vị các bạn. Thì hôm nay Lan Chi Phương xin dạo một vòng, chia sẻ cho quý vị một vòng cái khu đô thị VCN Phước Hải Nha Trang nha. Thì cũng có một cô chú nhờ Lan Chi Phương đi vô xem thử cái khu đình Phước Hải. Khu đình Phước Hải Nha Trang, cái khu xóm đình Phước Hải Nha Trang ngày nay nó là sao. Thì bây giờ Lan Chi Phương sẽ đi một vòng tìm vô cái khu xóm đình Phước Hải đó thử ngày nay như thế nào nha. Thì hiện tại Lan Chi Phương đang đi trên con đường số A4 rồi các bạn. Con đường số A4 này là con đường chính của khu đô thị này. Xưa thì quý vị ở đây, quý vị mà quẹo trái lên xíu á là sẽ đi ra lại con đường Lê Hồng Phong. Thì đường Lê Hồng Phong khi xưa nó là đường Nguyễn Tre, sau này nó là đường tỉnh lộ 4 á. Đây như chỗ này là đường Phong Châu này, quý vị vào phải đây là sẽ ra lại đường Lê Hồng Phong Phong Phúc rồi. Cái khu vực này á là bên mé bên này con đường Lê Hồng Phong khi xưa nó chỉ là ruộng không thôi, quý vị ruộng không à. Khu này cái xưa gọi là khu Phước Hải. Ngày nay nó bắt đầu nó mới quy hoạch nó lên khu đô thị thì nó rất là rộng rãi và đất rồi nó rất là cái giá, tại vì nó ở gần trung tâm thành phố nữa. Thì bữa trước là cho vô cũng dạo một vòng cái đình Phước Hải rồi. Bây giờ Lan Chi Phương sẽ đi vô cái khu xóm của cái đình Phước Hải đó thử ngày nay thử nha quý vị. Vô là chợ Phước Hải nè. Chỗ này là đường B7 nè. Đường B7 giao nhau với đường A4. Thì cái đường A4 này, chỗ này là trường tiểu học Phước Hải 3 nè các bạn. Trường tiểu học Phước Hải 3. Và đối diện với trường tiểu học Phước Hải 3 này là nó là một cái đình, gọi là đình Phước Hải. Đây là vị trí mặt tiền trên đường A4 đường Phước Hải này. Còn bây giờ Lan Chi Phương đi vô cái khóm, cái xóm đình Phước Hải này thử nha. Đó, đi vô cái con hẻm này. Đây là cái đình Phước Hải này các vị. Bữa trước Lan Chi Phương có quay cho mình xem nữa. Di tích lịch sử văn hóa Tấm Sơn Phạm, đình Phước Hải. Còn ở đây là cái vô trong cái xóm đình Phước Hải. Thì lẽ Lan Chi Phương đi vô trong cái những con hẻm này thử nha. Này không biết là phải xóm đình Phước Hải khi xưa không. Này là hẻm 1 BA tổ 4 còn Tây. Đi vô đây chắc đường cục quá. Để Lan Chi Phương đi vô đây. Vô đây hẻm nó rất là nhỏ. Chỗ đây là đường cục rồi. Chỗ này nó là cái công trình này đấy. Cái này là cái đảng bộ của đình Phước, của đường Phước Hải, đường Phước Hải các bạn. Đảng bộ của Phước Hải. Ở toàn Tây. Ở chỗ này là nước ngập rồi. Ở đây là
đánh cục luôn hả? Hết đường hả? Chào. Đây là vô trong đây là nó không có cái đường thông luôn vậy ạ. Ở đây chắc có thể đây là cái xóm Đình Phước Hải rồi đó. Xóm bên trong Đình Phước Hải nè. Đánh cục không à. Tổ 4 toàn tây phường Phước Hải. Hẻm số 1. Hẻm 1 đường A4. Ở đây nhà văn hóa của phường Phước Hải nè. Rồi vô đây là hẻm cục không à. Bán đoạn à. Hãy lên cho vô đi qua bên đây thử. Nó như thế nào nha. Đây là số 43 đường A3. Cô để vậy là con đường A3 này là song song với con đường A4 rồi. Mấy chỗ này giống như nhà hồi xưa giờ luôn rồi mọi người ơi. Chỗ VCN Phước Hải luôn nè. Con đường này nhỏ quá. À, đây đây. Nó đang ngay chỗ khu vực của một cái tòa nhà VCN Phước Hải luôn. Đó, chỗ đây có cái núi này. Xóm Đình Phước Hải là nó có chút xíu à. Mình đi vô đó đường cục không à, nó chưa có đường thông ra. Này, chỗ đây là đường Võ Nguyên Giáp nè các bạn. Qua mấy bên này là đường Võ Nguyên Giáp. Con đường mới. Con đường huyết mạch nối dài từ trung tâm thành phố đi lên huyện Diên Khánh và các xã của huyện Diên Khánh. Nó song song với đường 23 tháng 10 á. Con đường này nó mục đích nó giảm tải cho cái lượng xe lưu thông của đường 23 tháng 10. Đó. Thì khu vực này lúc trước nó là ruộng không à. Nên nó không có được như bây giờ vậy đâu. Giờ khi con đường này nó lên một cái là coi như là hai bên đường là lên khu đô thị. Đó, như thế phía bên này bên trái quý vị nó là khu đô thị Mỹ Giai An Thái. Còn phía bên phải quý vị là khu đô thị Mỹ Giai An Khánh đó. Rồi các cái khu đô thị khác cũng mọc lên, hiện tại cũng đang xây dựng quý vị, đang che mấy cái che chắn mấy cái tấm tôn này là đang xây dựng nữa đó. Mai mốt dỡ ra cái là thành khu đô thị tuyệt đẹp đó. Khu vực này là rất là gần trung tâm thành phố, nó nằm mé bên đây của sân quán trường đó. Vậy quý vị đi thẳng này là con đường Võ Nguyên Giáp, quý vị đi thẳng con đường Võ Nguyên Giáp này mình sẽ đi lên giao nhau với đường quốc lộ mới này, rồi lên Diên Khánh, rồi lên hướng đi đi lên Đà Lạt. Còn từ C
xa kia quý vị thấy mé bên tay trái quý vị đó là cái núi, đó là núi Chín Khúc. Và đây, đây chỗ đây là cái khu đô thị Mỹ Gia An Khánh này quý vị. Thì mé bên bên này là khu đô thị Mỹ Gia An Khánh. Còn mé bên trái quý vị đây là khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái. Đây khu đô thị nhiều lắm quý vị ơi. Các cô chú mà ở nước ngoài mà muốn về Nha Trang nghỉ dưỡng, muốn về quê hương nghỉ dưỡng thì có thể ở những khu đô thị này. Nó yên tĩnh, nó cũng không có cách xa trung tâm thành phố lắm. Thì khu đô thị như là các khu vực như gần gần ở đây là có khu đô thị Mỹ Gia An Khánh này, khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái này, rồi khu đô thị Lê Hồng Phong 1 này. Đó, rồi khu đô thị Phước Hải này, đó, khu đô thị Phước Long này, đó, dọc dọc trên tuyến đường Lê Hồng Phong ngày nay, khi xưa nó là đường Lữ Gia và sau này là đường tỉnh lộ 4 rồi, ở khu vực mà gần sân bay á, gần phi trường khi xưa, đó, dọc đó thì con đường Lê Hồng Phong là lúc trước đó, nó là đường Lữ Gia tỉnh lộ 4 rồi đó, là nó toàn là ruộng không à. Ngày nay bắt đầu nó lên khu đô thị hết, rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Và những khu đó là cắt cỏ lắm, chỉ có đại gia ở thôi, bây giờ dân thường không ở được đâu. Chỉ có hồi nãy khu chỗ chốt Phước Đình, Đình Phước Hải đó là còn sót lại chưa giờ thôi. Chứ bây giờ nó quy hoạch thành lô đất bự bự hết rồi, nhà cửa rồi, còn là biệt thự không à. Ngay chỗ đây cái vòng xoay này, vòng xoay hướng quý vị đi về phải đây là lên Vĩnh Thái, ra lại đường 3 tháng 10. Còn quý vị đi thẳng đây là sẽ lên Diên Khánh. Xe cộ
cái chốt này là tới đường 3 tháng 10 rồi. Thời tiết Nha Trang hôm nay là trời mát mẻ. Đi giờ trưa nó cũng đỡ nắng nóng. Ở Việt Nam thì những ngày này là đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời mưa lên toàn tỉnh luôn á, toàn các tỉnh luôn, mưa trên cả nước luôn á, ảnh hưởng áp thấp. Nha Trang thì cũng ban ngày trời sững sững, có lúc nắng, có lúc âm u, chiều tối là mưa. Bây giờ Lai Châu Mô đi qua đây là đường 3 tháng 10 này các bạn đó. Đường 3 tháng 10 này quý vị đi thẳng đây thì quý vị cũng lên Diên Khánh, lên ngã ba Thành, lên quốc lộ 1A. Khu vực này là thuộc coi xã gì đây? Khu vực này là thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh đó các bạn. Khu vực này thuộc xã Vĩnh Thạnh. Chỗ đây là góc đường cầu bè này, đường cầu bè với đường giao nhau với đường 3 tháng 10 này. Đó, quý vị phải vô đây, người phải đây là đi vô đường cầu bè đó, đường cầu bè giao nhau 3 tháng 10 có biển, và đồng thời quẹo vô đây thì cũng vô được cái di tích mộ Bình Tây Đại tướng Tình Phong cách 900m. Rồi, Lai Châu Mô xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mến chào quý vị.